Dân tộc Thái ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái có khoảng 13.000 người sinh sống rải rác khắp vùng lòng chảo Mường Lò. Vâng, ai đã từng đến với Mường Lò, Nghĩa Lộ đều trầm trồ, rung động trước vẻ đẹp thanh tân, duyên dáng của các cô gái Thái. Váy đen lấp lánh, vòng xà, tích bạc, thắt lưng xanh, áo cỡm dịu dàng, đôi hàng cúc bạc như cánh bướm và khăn bêu vời vợi trên đầu. Thường phục của đồng bào Thái có màu đen hoặc màu xanh, được may bằng chất liệu vải chàm, thấm mồ hôi và tạo sự thoáng mát. Đây là chiếc áo cỡm, cánh ngắn, ôm chặt lấy thân, khi mặc vạt áo cho vào trong cặp váy. Chỉ một sải là đủ chiếc áo cỏm. Phần áo cỏm là phải dùng các cúc áo như thế này, để tượng trưng là cúc áo này là áo bằng vạt. Vâng, chúng tôi từ bố mẹ truyền về, nếu mà ai có thì để truyền cho con cháu, lời lời khép khép đi, không thể cứ thiếu cái cúc này được. Áo cỡm của người Thái trắng thì cổ áo cao, còn của người Thái đen thì cổ áo thấp có hình chữ V. Phần cổ áo và tay áo được viền tinh tế bên trong. Trên phần nẹp áo được đơm những hàng cúc bạc hình con bướm, con ve, con ong. Ngoài áo cỏm, trang phục của phụ nữ Thái còn nổi bật với những chiếc váy mang đậm màu sơn cước. Người Thái là một trong những dân tộc rất coi trọng hình thức, không kể trong lễ hội mà hàng ngày cũng cần mặc đẹp. Chính vì thế, khi còn trẻ, các cô gái Thái đã làm quen với sự tự chủ trong làm trang phục và mô hình truyền dạy cách dệt, may, thêu trang phục từ mẹ cho con gái. Một phần là bọn em là thích ạ. Với lại là hồi bé thì là bọn em được bố mẹ dạy cho, để sau này lớn em, bọn em lớn lên là bọn em thêu thùa. Và trước khi bọn em lấy chồng ấy thì là bọn em phải may thêu thùa cho mình một cái bộ quần áo để bọn em đi sang bên nhà chồng ạ. Hiện nay, việc bảo tồn và phát huy nét văn hóa độc đáo trang phục người Thái được đưa vào quy ước, hương ước của làng xã văn hóa và đưa vào giáo dục trong trường học. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái hồ sơ khoa học để bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tri thức dân gian về trang phục dân tộc Thái đen ở Mường Lò, Nghĩa Lộ. Cùng với đó là tích cực giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới công chúng về những cái giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái Mường Lò thông qua cái trang phục truyền thống của đồng bào. Có thể nói, trang phục của người phụ nữ Thái là sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa của nghề dệt may và văn hóa kim loại quý. Và đó cũng chính là bản sắc độc đáo riêng của đồng bào Thái Nghĩa Lộ, Mường Lò.